Giữa lúc FTX đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức trong ngành, nhà phát hành stablecoin, Tether đã tuyên bố thẳng không giải cứu FTX. Cuộc khủng hoảng của FTX vẫn đang là mối đe dọa của thị trường, khi Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda hiện đang bị SEC Hoa Kỳ, DOJ, CFTC điều tra. Và mới đây, Ủy ban chứng khoán Bahamas cũng đã quyết định đóng băng tài sản của FTX Digital Markets. Ở một diễn biến khác, các nhà đầu tư phấn khởi nhờ đợt sóng hồi từ CPI tháng 10 của Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy Bitcoin đang có nguy cơ về lại vùng đáy cũ. Mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Sự sụp đổ gần đây của FTX đã khiến công ty mà nó đầu tư như đang ngồi trên đống lửa. Mới đây, nền tảng cho vay tiền điện tử phổ biến BlockFi đã buộc phải tạm dừng việc rút tiền của khách hàng, bởi đây được cho là công ty được FTX US rót vốn đầu tư. Trong một thông báo vào ngày 11 tháng 11, BlockFi cho biết sự thiếu rõ ràng về tình trạng của FTX, FTX US và Alameda Research đã khiến nền tảng không thể hoạt động một cách bình thường. Do đó, công ty buộc phải hạn chế hoạt động cho đến khi có thêm thông tin chính xác về tình hình của FTX. Đồng thời, nền tảng cũng yêu cầu khách hàng không nên gửi tiền vào ví BlockFi hoặc tài khoản lãi suất vào thời điểm này. Thông báo mới nhất được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi CEO Flory Marquez đã lên tiếng trấn an người dùng rằng các sản phẩm của BlockFi vẫn hoạt động đầy đủ vì công ty được đảm bảo bởi FTX US, một thực thể riêng biệt hoàn toàn với FTX. Được biết, BlockFi và FTX US đã ký kết một thỏa thuận vào tháng 7 vừa qua, cho phép FTX US cung cấp khoản tín dụng trị giá 400 triệu đô la cho BlockFi. Tuy nhiên, cho đến nay, ngay cả FTX US cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra từ các cơ quan quản lý vì nghi ngờ có liên quan đến FTX. Mặc dù hiện tại FTX US vẫn hoạt động bình thường, song công ty cũng đã thông báo rằng có khả năng họ sẽ phải ngừng giao dịch trong một vài ngày tới. Trong khi Sam Bankman-Fried đang cầu cứu sự hỗ trợ từ nhiều ông lớn trong ngành, đã có nhiều đồn đoán cho rằng nhà phát hành stablecoin Tether là một trong những công ty nhận được sự nhờ vả. Tuy nhiên, mới đây, giám đốc Tether đã thẳng thừng tuyên bố không hỗ trợ FTX. Trong một tweet vào ngày 11 tháng 11, Paulo Adorno, giám đốc công nghệ của Tether, đã lên tiếng xác nhận công ty không có bất kỳ kế hoạch đầu tư hoặc cho vay tiền nào đối với FTX hoặc Alameda Research. Vào ngày 9 tháng 11, Tether cũng đã đưa ra thông báo đảm bảo với cộng đồng rằng họ sẽ không tiếp xúc với FTX hoặc Alameda. Nhà phát hành stablecoin cũng đã báo cáo rằng đã đóng băng tổng cộng 43,36 triệu USDT thuộc sở hữu của FTX trong ví blockchain Tron của mình vào ngày 10 tháng 11 nhằm tuân thủ pháp luật. Tuyên bố của Adorno được đưa ra sau khi một báo cáo từ Reuters vào ngày 10 tháng 11 tiết lộ rằng Sam Bankman-Fried đã liên hệ với một số công ty như OKX, Tether và Sequoia Capital để cầu cứu sự trợ giúp lên đến 9,4 tỷ đô la. Hiện vẫn chưa rõ liệu OKX và Sequoia Capital có giang tay giải cứu FTX hay không. Blockchain Aptos đã bắt tay hợp tác với Google Cloud, nỗ lực tiến sâu hơn vào không gian Web 3. Chia sẻ tại hội nghị Token 2049 ở London, Mo Sheikh, giám đốc điều hành Aptos, cho biết họ đã hợp tác với bộ phận điện toán đám mây của Google, Google Cloud. Cả hai công ty sẽ hoạt động trên cùng một chiến lược Web 3. Trong khuôn khổ của sự hợp tác, Google Cloud sẽ trở thành nhà xác thực node và tham gia vào mainnet Aptos. Đồng thời, Aptos sẽ được đưa vào dữ liệu công khai BigQuery của Google Cloud. Mục tiêu được đặt ra bởi hai công ty là tìm kiếm những nhân tố mới trong lĩnh vực Web 3 thông qua việc tổ chức một chương trình tăng tốc và tạo ra một cuộc thi hackathon vào năm tới. Thông báo mới đây được xem như một phần của việc mở rộng sự hợp tác giữa Google Cloud và Aptos. Vào đầu năm nay, Google Cloud đã trở thành đối tác giải pháp đám mây đầu tiên của Aptos, giúp việc tạo ra các node trên mạng này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong khi FTX hiện đang rơi vào khủng hoảng và đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều cơ quan quản lý khác nhau, thì chi nhánh của nó tại Hoa Kỳ, FTX US cũng đã lọt vào tầm ngắm. Mặc dù đã tuyên bố hoạt động tách biệt với FTX, những tai ương ập xuống gần đây đã khiến FTX US rơi vào thế khó, với việc một số nhân viên tại đây hiện đang có ý định tạo phản. Theo nguồn tin ẩn danh từ Bloomberg, các nhân viên làm việc cho FTX US đang lên kế hoạch bán tài sản của công ty mà không thông qua CEO Sam Bankman-Fried. Các tài sản được đề cập là nền tảng thanh toán bù trừ chứng khoán Invest Financial và một số tài sản vô hình khác là quyền đặt tên cho sân vận động của đội bóng rổ Miami Heat.
mặc dù được xác thực là hoạt động riêng biệt với FTX, song FTX US cũng đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về mối quan hệ phức tạp và mong manh giữa hai thực thể này. Vào ngày 10 tháng 11, FTX US cũng đã thông báo đến người dùng rằng nên đóng vì thế vì dịch vụ có thể bị tạm dừng trong những ngày tới. Cũng trong tối ngày 10 tháng 11, Bankman-Fried cũng đã lên tiếng xin lỗi về những gì mình đã gây ra, đồng thời khẳng định FTX US không bị ảnh hưởng về mặt tài chính và vẫn sẽ hoạt động bình thường. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính ở bang California đã thông báo vào ngày 10 tháng 11 rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về sự thất bại rõ ràng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Các cơ quan quản lý của California cho biết họ sẽ thực hiện trách nhiệm giám sát này một cách nghiêm túc và bộ mong đợi tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính trong tiểu bang tuân thủ luật tài chính địa phương. Cơ quan này cũng khuyến khích bất cứ ai trong bang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng của FTX hãy gọi đến đường dây nóng chuyên dụng của the FBI để được xử lý. Bang California là một trong nhiều cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ đầu tiên đã lên tiếng về vấn đề này, bất chấp việc FTX tuyên bố chi nhánh tại Hoa Kỳ của họ không liên quan đến vụ sụp đổ. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy giá Bitcoin có thể giảm sâu hơn nữa, xuống còn 15.000 đô la khi những người nắm giữ Bitcoin trung hạn, những người đã mua trong 3 đến 6 tháng qua, đang tìm cách gửi tiền của họ lên sàn giao dịch ngay khi đợt sóng vừa xảy ra. Do đó, đợt điều chỉnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới. Giá Bitcoin hiện giao dịch ở mức trên 17.000 USD, tăng gần 4% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi diễn ra sau khi Hoa Kỳ báo cáo dữ liệu CPI tháng 10 ở mức 7,7%. Với lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng, đồng thời chỉ số đô la Mỹ hiện tại đang ở mức 107,61, giảm xuống dưới 110 sau dữ liệu CPI. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng của FTX vẫn đang là mối đe dọa của thị trường, khi Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda hiện đang bị SEC Hoa Kỳ, DOJ và bây giờ là CFTC điều tra. Ủy ban chứng khoán Bahamas cũng đã quyết định đóng băng tài sản của FTX Digital Markets. Công ty công nghệ phần mềm blockchain Consensus tiếp tục nghiên cứu mở rộng khả năng tương tác của blockchain bằng cách giới thiệu một công cụ mới cho ví tiền điện tử MetaMask. Theo thông báo của Consensus vào ngày 9 tháng 11, người dùng MetaMask hiện có thể bắt cầu qua nhiều mạng bằng MetaMask Bridges, kết nối các cầu nối blockchain khác nhau ở một nơi. MetaMask Bridges hỗ trợ các blockchain chính tương thích với Ethereum, Virtual Machine, bao gồm Ethereum, Avalanche, BNB Chain và Polygon. Công cụ mới cho phép tạo cầu nối giữa Ethereum và Rapid Ether, các loại stablecoin chính và token gas gốc. Với tính năng mới này, người dùng MetaMask có thể di chuyển token từ mạng blockchain này sang mạng blockchain khác mà không cần phải nghiên cứu, tìm và chọn cầu nối đáng tin cậy. Bên cạnh đó, Consensus, công ty chủ quản của MetaMask, đã tiết lộ sẽ lên kế hoạch chi 2,4 triệu đô la hàng năm để tài trợ cho MetaMask Grants DAO mới ra mắt nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của hệ sinh thái Web3. Giám đốc sản phẩm toàn cầu của MetaMask Taylor Monahan cho biết nền tảng này cũng sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển phi tập trung như một chất xúc tác để tăng trưởng hơn nữa. Vốn hóa thị trường tiền điện tử vào lúc 18 giờ chiều nay đã phục hồi về mức 909 tỷ đô la, tăng gần 4% trong 24 giờ qua sau khi CPI tháng 10 của Mỹ được công bố, cho thấy một bức tranh khởi sắc hơn về kinh tế vĩ mô. Bitcoin đã lấy lại mốc 17.302 đô la, tăng 5% trong ngày. Ethereum giao dịch tại 1.271 đô la, phục hồi 7,2%. Binance Coin giao dịch tại 294 đô la. Xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital, Open Life NFT và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.